Chào mừng quý bạn và các vị đến với series video tìm hiểu và khám phá đồ gỗ được thực hiện bởi Đồ Gỗ Tùng Tám. Các video mới nhất sẽ được update vào 21 giờ tối thứ 3 và thứ 7 hàng tuần. Mọi người nhớ bấm like, đăng ký kênh để có thể xem được những video mới nhất của chúng tôi. Trong video ngày hôm nay thì tôi xin mời các bạn cùng tìm hiểu về gỗ gõ đỏ. Cây gỗ gõ đỏ là gì, thuộc nhóm mấy và có tốt không và cách nhận biết. Thì cây gõ đỏ hay còn được gọi bằng nhiều tên khác như là gỗ cà te hay hổ bì và thuộc thực vật họ đậu. Gõ đỏ là loại cây phân cành thấp, cành non nhẵn, lá chét có hình trái xoan dài từ 5 đến 6 cm, đầu lá nhọn, gốc lá tô hoặc là gần tròn, phiến lá nhẵn. Đây là loại gỗ lớn cao từ 25 đến 30 m, cây thẳng, tròn, vỏ màu xám trắng và khá sần sùi. Vào tháng 3 và tháng 4 thì cây gõ đỏ nở hoa với các chùm hoa hình chùy mọc ở đỉnh cành. Đây là loại hoa lưỡng tính có màu trắng hoặc hồng, dài từ 5 đến 12 mm, mặt trong có lông. Vào tháng 10 đến tháng 11 thì cây gỗ gõ đỏ cho quả hình quả đậu, có hạt hình trứng dày, vỏ với màu nâu hoặc là nâu thẫm. Quả gõ đỏ thì dày từ 15 đến 20 cm, khi già thì hóa màu nâu thẫm, từ 5 đến 8 hạt. Hạt gõ đỏ thì có khả năng tái sinh rất mạnh. Nguồn gốc của cây gỗ gõ đỏ thì cây gỗ gõ đỏ thường phát triển chậm, là loài cây thường phân bố trong rừng xanh hoặc rừng nửa rụng lá, thường mọc trên các loại đất có thành phần cơ giới trung bình, tầng đất thấp, đất bằng hay là sườn thoát nước, loại cây ưa sáng. Chính vì đặc tính đó mà cây gõ đỏ thường được phân bố ở một số nước Đông Nam Á như là Lào, Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc. Ở Việt Nam thì là loại gỗ phân bố khá rộng từ Bắc vào Nam, từ đồng bằng đến miền núi. Gỗ gõ đỏ thuộc nhóm mấy trong các loại gỗ? Thì đây là loại gỗ không chỉ có chất lượng tốt, dễ gia công, không hề bị ảnh hưởng bởi thời tiết, mà nó còn là loại gỗ có màu sắc vân gỗ cực kỳ đẹp, đem lại giá trị cao trong sản xuất những đồ dùng nội thất hay những tác phẩm điêu khắc. Gỗ gõ đỏ thuộc nhóm gỗ thứ 1, là loại gỗ quý hiếm được liệt kê trong sách đỏ Việt Nam. Phân loại: hiện nay tại thị trường Việt Nam thì có 3 loại gỗ đỏ chính dựa vào nguồn gốc xuất xứ, đó là Nam Phi, Lào và Việt Nam. Một số nhỏ thì nhập khẩu từ Trung Quốc hoặc Thái Lan nhưng mà không đáng kể. Gỗ gõ đỏ Lào thì với đặc điểm tự nhiên là nhiều đồi núi, Lào là một trong những quốc gia có nguồn xuất khẩu gỗ gõ lớn trên thế giới với những cây gỗ lâu năm. Gỗ có màu đậm, nặng, vân đẹp, khối lớn. Chính vì vậy gỗ gõ đỏ nhập khẩu từ Lào được đánh giá rất cao và có giá trị lớn. Gỗ gõ đỏ Nam Phi. Nam Phi hay một số quốc gia châu Phi khác thì rừng chủ yếu là để trồng. Gỗ thường có tuổi đời ngắn, chính vì vậy gỗ gõ Nam Phi có trọng lượng nhẹ hơn, màu gỗ nhạt hơn, vân không đẹp bằng gỗ gõ Lào, giá trị và chất lượng cũng thấp hơn. Gỗ gõ Việt Nam. Trước đây nhiều năm gỗ gõ từ Việt Nam thì cũng được đánh giá khá cao. Tuy nhiên những năm gần đây thì việc khai thác tận diệt chặt cây khi còn non để lấy gỗ thì khiến chất lượng gỗ giảm sút, tương tự như gỗ gõ Nam Phi. Một số những cây già lâu năm thì được đánh giá ngang với gỗ Lào. Cách nhận biết gỗ gõ đỏ. Ngoài những đặc điểm nhận dạng từ cây, nếu là gỗ thì chúng ta có thể nhận biết dựa vào các giác quan như sau. Thứ nhất là quan sát vân gỗ. Đây là một điều khá khó nhầm lẫn nếu như bạn đã nhìn thấy vân gỗ gõ. Đặc điểm của vân gỗ đó là đường vân lớn, da gỗ màu vàng xen kẽ với da gỗ màu đen, không đồng đều dựa vào điều kiện phát triển của cây trong năm đó, nên là ảnh hưởng đến vân gỗ. Bước 2, nếu là đồ nội thất thì bạn có thể cầm, nhấc lên xem thử. Đặc điểm của gỗ gõ là rất nặng và nặng hơn khá nhiều so với các loại gỗ thông thường có tỉ trọng lớn. Kết hợp hai bước trên thì bạn có thể dễ dàng phân biệt được gỗ gõ so với các loại gỗ tự nhiên khác một cách đơn giản. Ứng dụng của gỗ gõ đỏ thì gõ đỏ là loại cây lớn có tán rộng và xanh mát nên được trồng để tạo cảnh quan cho công viên, khuôn viên nhà máy, xí nghiệp, các vỉa hè đường phố hay hàng rào để bảo vệ sân vườn. Gỗ gõ đỏ là loại gỗ có thể chịu nắng mưa rất tốt và không hề bị cong vênh mối mọt hay bị tác động bởi thời tiết. Gỗ gõ đỏ khá nặng, cứng, bền với thớ mịn, dễ gia công, dùng để đóng đồ trang trí nội thất, chạm trổ, làm sàn nhà, đóng bàn ghế. Với vân gỗ đẹp, đem lại giá trị thẩm mỹ cao.
Ngoài ra thì gỗ gạo đỏ mang một tính chất rất đặc biệt so với những loại cây khác khi sinh trưởng. Đó là khi cây gỗ bị thương tật, sâu bệnh hay chặt chém, làm xây xước thân cây, thì khi đó cây sẽ sinh ra chất dinh dưỡng để nuôi vết thương tật ấy lành lại. Do đó, chất dinh dưỡng thu được từ đất, không khí sẽ tích tụ ở nơi thương tật, làm cho nó phát triển không bình thường. Chỗ thương tật bị phình ra thì tạo thành các bươu. Những bươu này có kích thước đường kính gần bằng thân cây. Những bươu này có vân gỗ xoăn rất đẹp, dùng để làm ghế và đồ mỹ nghệ với giá trị cao. Tuy nhiên, quá trình tạo bươu là rất khó, và hàng trăm cây mới được một bươu.